Chào mừng tất cả các em quay trở lại với chương trình Siêu trí nhớ học đường. Cô là Thủy Tuyên. Ngày hôm nay, cô sẽ cùng các em tìm hiểu bài đầu tiên trong chương trình Đại số và giải tích lớp 11. Đó là bài hàm số lượng giác. Bài này thì gồm 2 tiết. Tiết ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu 2 nội dung chính. Nội dung thứ nhất là hàm số sin. Nội dung thứ hai là hàm số cos. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 2 hàm số này thông qua các mục định nghĩa, sự biến thiên và đồ thị của hàm số. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần đầu tiên, định nghĩa hàm số y bằng sin x. Các em nhìn trên đường tròn lượng giác, khi mà cô xét một điểm M bất kỳ, điểm M sẽ quét một góc alpha. Thì theo định nghĩa về các giá trị lượng giác của một cung, thì cung alpha có số đo tương ứng là alpha này, tương ứng với việc là nó quét một độ dài cung là x radian. Người ta định nghĩa sin alpha hoặc là sin x thì tương ứng với lại tung độ của điểm M. Tung độ thì các em sẽ giống qua trục tung như thế này. Như vậy thì các em sẽ thấy là với mỗi số thực x sẽ ứng với một số thực sin x tương ứng. Người ta gọi đó là hàm số sin. Quy tắc đặt tương ứng một số thực x với một số thực sin x y bằng sin x được gọi là hàm số sin, ký hiệu là y bằng sin x. Đây là định nghĩa của hàm số sin. Nếu mà các em không dễ nhớ cho cái việc này, các em chỉ cần nhớ duy nhất cho cô cái công thức y bằng sin x. Sau đó các em ví dụ nè, x bằng pi chia 2, thì để tính được giá trị của y các em chỉ cần thế vào, y sẽ bằng sin của pi chia 2 và bằng 1. Như vậy cái định nghĩa này, các em việc lưu ý của các em tập trung vào công thức này. Chúng ta sẽ qua phần tiếp theo, sự biến thiên và đồ thị của hàm số y bằng sin x. Đầu tiên tập xác định là R, thì với mỗi số thực x bất kỳ sẽ đều tồn tại một cái giá trị sin x, do đó tập xác định của nó là R. Hàm số lẻ, tại sao sin x là hàm số lẻ thì cô sẽ nói sơ qua một tí về tính chẵn lẻ của hàm số. Đầu tiên muốn xét tính chẵn lẻ của hàm số, các em phải coi tập xác định của nó là tập đối xứng hay chưa. Thì trong trường hợp này hàm số y bằng sin x có tập đối xứng, có tập xác định là tập R, và tập R là tập đối xứng. Tiếp theo muốn xét coi tính chẵn lẻ, các em xét cho cô là biểu thức f của trừ x. Nếu f của trừ x bằng fx thì đây là hàm số chẵn. Nếu f của trừ x bằng trừ fx thì đây là hàm số lẻ. Và nếu f của trừ x mà khác hai giá trị này thì các em kết luận rằng hàm số này không chẵn không lẻ. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao sin x lại là hàm số lẻ. Đầu tiên tập xác định của sin x là R, là tập đối xứng. Tiếp theo cô xét f của trừ x. Trong trường hợp này f chính là hàm sin, do đó nó sẽ bằng cái gì nào? Bằng sin của trừ x. Bằng sin của trừ x thì đây là góc đối, các em đã học rồi, cos đối sin bù. Do đó cái này bằng trừ sin x và bằng trừ fx. Vậy thì hàm số này là hàm số lẻ. Tiếp tục, chu kỳ tuần hoàn của hàm số này là 2π. Vì các em đã học một cái công thức ở trong chương trình lớp 10 là sin của alpha cộng cho k 2π với k thuộc z thì sẽ bằng với sin alpha. Tức là khi mà góc alpha thêm bớt số chẵn lần pi. Ở đây ví dụ như là 2π, 4π, 6π hoặc trừ 2π, trừ 4π, trừ 6π thì giá trị sin của nó không đổi. Do đó cái cụm này chính là chu kỳ của nó. Vậy thì cô nhắc lại một lần nữa, chu kỳ tuần hoàn của hàm sin là 2π. Tiếp tục tập giá trị. Thì ở tập giá trị này các em lại nhớ cho cô một công thức. Sin x và cos x đều có giá trị là lớn hơn hoặc bằng trừ 1 và bé hơn hoặc bằng 1. Như vậy với mọi giá trị x thuộc R, thì khi các em có mọi giá trị x thuộc R thế vào hàm sin hoặc hàm cos thì giá trị của hàm sin và hàm cos đều sẽ ra được một cái số thực, sao cho cái số thực đó nó lớn hơn hoặc bằng trừ 1 và bé hơn hoặc bằng 1. Do đó mà tập giá trị của hàm sin là đoạn từ trừ 1 tới 1.
Vậy thì ở phần này các em nhớ cho cô sự biến thiên của hàm số có các ý sau. Thứ nhất, tập xác định của hàm số sin là R. Thứ hai, hàm số sin là hàm số lẻ. Cô đã hướng dẫn các em chứng minh. Thứ ba, chu kỳ tuần hoàn của hàm số sin là 2π. Và cuối cùng là tập giá trị của hàm sin là đoạn từ trừ 1 tới 1. Các em cùng nhìn đồ thị. Cô chỉ xét sự biến thiên về đồ thị của hàm số sin trên đoạn 0 đến π. Trước tiên là chúng ta sẽ xét trên cái đoạn này 0 đến π. Đây là 0. Đây là π. Ở giữa là có π chia 2. Thì các em chú ý, đầu tiên tất cả các điểm M trên góc phần tư thứ nhất, có nghĩa là khi x chạy từ 0 cho tới π chia 2, thì khi mà điểm M bất kỳ, các em lấy điểm M bất kỳ trên góc phần tư thứ nhất, thì các em sẽ thấy khi mà M chạy từ A cho tới B thì tung độ của điểm M sẽ càng ngày càng tăng. Mà tung độ của điểm M theo định nghĩa thì nó sẽ tương ứng với lại sin x. Do đó mà khi x chạy từ 0 cho tới π chia 2 thì hàm số sin này tăng, tức là đồng biến. Chúng ta nhìn qua đồ thị hệ trục tọa độ OXY thì khi x chạy từ 0 cho tới π chia 2, đồ thị hàm số này đang đi lên, thể hiện sự đồng biến. Tương tự như vậy, trong góc phần tư thứ hai, tức là từ đoạn từ π chia 2 cho tới π với một điểm bất kỳ điểm M di chuyển từ B cho tới A phẩy, từ B cho tới A phẩy, các em giống xuống qua thì các em sẽ thấy tung độ của nó càng ngày càng giảm. Trong trường hợp này sẽ giảm từ 1 cho tới 0. Do đó mà sin của M sẽ giảm. Như vậy thì với mọi x thuộc π chia 2 cho tới π thì x càng ngày càng tăng nhưng sin lại càng ngày càng giảm. Do đó trên cái đoạn này đồ thị của hàm số sin đi xuống, biểu diễn sự nghịch biến. Như vậy chúng ta có thể kết luận rằng đồ thị của hàm số sin đồng biến trên đoạn 0 đến π chia 2 và nghịch biến trên đoạn từ π chia 2 cho tới π. Chúng ta cùng nhìn đồ thị của nó trên tập xác định R. Ở đây cô có một cái đoạn mà chúng ta vừa mới vẽ, chính là cái đoạn từ 0 cho tới π. Thì như định nghĩa, hàm số sin là hàm số lẻ. Do đó để biết phần đồ thị từ 0, từ trừ π cho tới 0, các em chỉ cần lấy đối xứng cái đồ thị từ 0 cho tới π qua tâm ô thì các em sẽ được một cái đoạn này. Đây là đoạn ban đầu có, còn đây là cái đoạn lấy đối xứng qua tâm ô, do đây là hàm số lẻ. Như vậy thì các em sẽ được một đoạn đồ thị của sin. Và đoạn đồ thị này nó trải dài từ trừ π cho tới π, độ dài của nó là 2π. Mà hồi nãy cô vừa nhắc cho các em biết chu kỳ tuần hoàn của hàm số sin là 2π. Như vậy cái đoạn này vừa lặp lại đúng một cái chu kỳ tuần hoàn của nó. Vậy để vẽ đồ thị hàm số sin trên R này, các em chỉ cần copy cái đoạn này, sau đó vẽ liên tiếp những cái đoạn giống giống như thế này trên tập R thì nó sẽ ra được đồ thị của hàm số sin. Và cái dạng mà uốn lượn sóng như thế này, lên xuống như thế này, người ta được gọi là đường hình sin. Các em phải ghi nhớ tên gọi của nó, đường hình sin, được không? Về phần đồ thị của hàm số sin, các em chỉ cần nhớ dạng lượn sóng của nó.